Xin kính chào anh chị và các bạn đang theo dõi bản tin nhận định thị trường chứng khoán Phiêu dịch ngày 13 tháng 12 hôm nay của mình Dương Lớn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với channel của Dương Lớn, có thể để lại một like cũng như là subscribe để chúng ta có cơ hội gặp lại nhau ở trong những buổi nhận định thị trường tiếp theo. Và ngoài ra mình cũng sẽ livestream được đoạn vào lúc 8 giờ tối thứ 3, thứ 5 và chủ nhật các ngày trong tuần. Phiêu dịch ngày hôm nay có lẽ phải gọi là một phiên giao dịch đáng quên của VN-Index khi mà sau những nỗ lực đúng không ạ, chúng ta liên tiếp có 1 2 3 4 5 6 cái... 6 phiên giao dịch đi ngang, đi nền đúng không ạ? Và cuối cùng thì cái kịch bản xấu hơn đã diễn ra. Nếu như mà anh chị có theo dõi những cái buổi daily report hay là những cái buổi livestream của mình thì mình cũng có nói là thường một thị trường đi ngang từ 5 đến 8 phiên thì chúng ta chúng ta sẽ có một cái break. Một là break lên hoặc hai là break xuống. Đó, thì nói thế nó cũng một điều đúng không? Nhưng mà thường thường thì nó hay như vậy. Nhưng mà break xuống như thế này không có nghĩa là xấu anh chị nhá. Thì lát nữa mình cũng sẽ đi vào phân tích cái cái break này cho anh chị. Và cái kịch bản xấu hơn đó là break xuống đã diễn ra và lý do vì sao thì lát nữa cũng nói nhá và nó cũng diễn ra ngược với cái kỳ vọng của mình đúng không ạ nếu như mà anh chị nào hôm qua xem cái livestream của mình thì mình cũng có nói là mình kỳ vọng mai sẽ đánh lên tại vì là có hội tụ rất là nhiều các yếu tố tin tức nhưng mà hôm nay chưa đánh lên được là vì có rất là nhiều lý do là do yếu tố từ dòng tiền rất là nhiều anh chị ạ thì lát nữa mình đi vào phân tích cái cái kỹ thuật sau nhá thì mình sẽ đi vào à, cơ bản trước một chút tuy nhiên thì anh chị cũng phải biết được là chúng ta không có gì phải lo lắng không có gì phải lo lắng cả vận động ngày hôm nay không phải là vận động xấu anh chị không không cần phải, phải 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 quá lo ngại. Thì bây giờ chúng ta điểm qua một chút về các cái yếu tố vĩ mô để chúng ta hiểu là tại sao thì hiện tại chưa quá lo ngại, nếu như bây giờ mà có sự đảo chiều trong vĩ mô thì nó mới là xấu. Nhưng bây giờ thì vĩ mô chúng ta chưa thấy có một cái tin tức gì đảo chiều cả mà thậm chí toàn những cái tin ra support. Họa chăng là cái tâm lý của nhà đầu tư của chúng ta đang yếu quá. Tâm lý nhà đầu tư của chúng ta đang là dè dặt. Không biết là đây nó phải đáy chưa liệu là thị trường còn giảm nữa không? nên là cũng chưa dám giải ngân nên là chưa kích thích được dòng tiền thôi. thì những cái vận động như phiên dịch ngày hôm nay ấy, thì được gọi là, là là vận động kích cầu anh chị nhá. được rồi. thì đầu tiên chắc chắn là cần phải để ý đó là tối nay, đêm nay chúng ta sẽ có tin tức liên quan đến việc Fed sẽ công bố cái lãi suất như thế nào và có tới 99,5%. các chuyên gia cho rằng là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. và bản thân mình thì mình cũng đồng ý với quan điểm này luôn và chắc chắn là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên thì cái thứ mà chúng ta cần phải để ý đó là cái phát biểu của ông Jerome Powell, ông ấy sẽ bổ câu hay là diều hâu. Thì chắc chắn ông ấy sẽ bổ, sẽ phải 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 diều hâu rồi, vì sao lại như vậy? Thì đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào cái tỷ lệ thất nghiệp. Đúng không ạ? Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ. Thì chúng ta có thể thấy là trong tháng vừa rồi cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ rất là tốt, nó giảm chỉ còn có 3,7%, từ 3,9% giảm còn 3,7%, tức là ít người thất nghiệp đi. Thứ hai chúng ta nhìn vào chỉ số CPI Mỹ vừa được công bố ngày hôm qua là giảm từ 3,2% xuống 3,1%, đúng không ạ? thì chúng ta đã hiểu là nền kinh tế đây cái tỷ lệ thất nghiệp cho biết được là nền kinh tế của Mỹ đang dần phục hồi và đang ổn và CPI cho hiện cho thấy một điều là là ở cái mức lãi suất ở thời điểm hiện tại vừa có thể duy trì cái mức phục hồi của nền kinh tế và vừa có thể đẩy lùi lạm phát tuy nhiên chúng ta có thể thấy là cái mức giảm lạm phát đang 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 dần ít đi đúng không ạ tháng trước chúng ta giảm từ 3,7% xuống còn 3,2% dư địa giảm là 0,5% trong khi tháng này giảm chỉ có 0,1% thôi, tức là nó đang bị yếu đi. Thế nên là chắc chắn Fed sẽ phải giữ nguyên lãi suất ở thời điểm hiện tại, không có lý do gì để Fed đảo chiều uh, hạ lãi suất trong ngắn hạn cả, mọi người nhé. Và chắc chắn là ông Jerome Powell ông sẽ nói là nền kinh tế đang tỏ ra tích cực, đúng không ạ? Tuy nhiên thì lạm phát chưa được đẩy lùi mạnh mẽ, mục tiêu lạm phát là 2, uh, nói chung là quanh 2%. Thì chắc chắn là ông Jerome Powell sẽ nói là là, là sẽ neo ở đây là cái lãi suất sẽ neo ở đây cho đến năm sau, cho đến khi các cái dữ liệu của nền kinh tế trở nên là uh, rõ ràng hơn cũng như là cái chỉ số CPI của Mỹ này về cái mức mục tiêu quanh 2%. Nó chúng mình chúng ta có thể đoán trước được. Lâu mình nói gì rồi. Và những cái phát biểu diều hâu này của ông Mỹ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Mỹ đúng không ạ? Dow Jones uh, Dow Jones mở cửa thật ra lại đang xanh điểm. À thật là bất ngờ. À, tuy nhiên thì à, sau những phát biểu vào đêm nay của ông Jerome Powell thì khả năng cao thì à, mở cửa sáng ngày mai nó cũng sẽ 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 đỏ đỏ nhẹ thôi không phải đỏ mạnh đâu tại vì đa phần tâm lý của nhà đầu tư thì họ đã biết được rằng là là Fed sẽ neo lãi suất ở mức hiện tại không không có chuyện giảm lãi suất hoặc là tăng thêm đâu à, tuy nhiên thì cái phát biểu diều hâu của ông Jerome Powell sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý của nhà đầu tư và từ đó nó dẫn đến một cái à, những cái thông tin tiếp theo là hôm qua mình trong buổi livestream mình có nói là cái ngày hôm nay ý, là cái phiên À, hội tụ đủ rất là nhiều yếu tố để chúng ta tăng điểm đúng không ạ? Chúng ta có chuyến thăm của ông Thực Cận Bình ký được 36 văn bản ký kết hợp tác. Chúng ta có chỉ số CPI của Mỹ à, giảm điểm, đó là một trong những cái tin tức tích cực. Chúng ta có tiếp tục những cái tin tức liên quan đến gọi là à, thi đua 60 ngày đêm giải ngân đầu tư công đúng không ạ? Chúng ta có những cái tin tức liên quan đó là bốn ngân hàng lớn Việt Nam đồng loạt hạ lãi suất tiết kiệm đúng không ạ? Đây liên tục là những cái tin tức tốt để à, thị, giúp thị trường tăng điểm. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải nhìn vào cây nến ngày hôm nay thì có cái điều gì xảy ra vậy? Mình sẽ bật vào cây nến 15 phút cho anh chị xem nhá. Ok, cây nến ngày hôm nay chúng ta bắt đầu từ đây cây nến này, đúng không ạ? Từ 13 tháng 12 thì chúng ta có thể thấy là ngay đầu phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta đã có một cái cây nến gấp ấp. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái gấp ấp này đáng nghĩa ra nếu như mà hôm nay cái dòng tiền nhà đầu tư cá nhân mà FOMO tham gia vào thị trường thì họ sẽ phải ổ ạt tham gia đến cái cây này này, 9 giờ 30 và 10 giờ này đó thì cái đoạn này đáng nhẽ ra cái dòng tiền nhà đầu tư cá nhân đã phải tham gia rồi nhiệm vụ của đội lái là họ đẩy giá cổ phiếu lên trong đầu phiên và để xem xem là nhà đầu tư cá nhân có fomo hay không nhưng ngược lại nhà đầu tư cá nhân lại không fomo mà họ lại đang sợ hãi họ bán ra à thì lái hiểu được một điều rằng là nhà đầu tư cá nhân vẫn đang vẫn đang rất là rẻ dặt và chỉ chờ để chốt thôi và cái dòng tiền mới cái dòng tiền lớn ở phía bên ngoài trực chờ thì vẫn chưa tham gia giải ngân tuy là cái yếu tố tin tức có tốt và để kích thích cái dòng tiền ở thời điểm hiện tại mọi người chúng ta có thể thấy là cả một cái giai đoạn vừa rồi đúng không ạ thị trường nó đi ngang và nó đang không hấp thu à, không không hấp dẫn được lực cầu ngay cả sau khi là có những cái yếu tố tốt trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó thì bây giờ Tắc tin tức tốt đã ra rất là nhiều rồi mà cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân ở phía bên ngoài vẫn chưa tham gia thì phải làm thế nào để hấp thụ và để để, để để để, gọi là hấp dẫn cái dòng tiền này anh chị lại phải đạp xuống tạo chiết khấu tạo điểm mua đúng không ạ nếu mà anh chị nào mà để ý thì chúng ta có thể thấy là trong phân tích kỹ thuật Nếu mà một cổ phiếu đúng không ạ, chúng ta đi ngang tạo nền nó thanh khoản nhỏ Và có một cái phiên đạp gãy nền Và ngay sau đó là một phiên tăng mạnh Tăng tăng một nửa hoặc tăng trên một nửa để phủ nhận cái kênh đến này Thì đó sẽ là một trong những cái nỗ lực phục hồi rất là mạnh Nó thể hiện cho một cái điều là kích thích được cái dòng tiền bắt đáy Thì cái phiên ngày mai là một phiên rất quan trọng Anh chị nhé Phiên ngày mai là một phiên rất, rất quan trọng Hôm nay ra tin tốt nhưng mà đặc Đúng không ạ? Rất có thể ngày mai Nhiều nhà đầu tư sẽ thấy là Ôi ông ông Jerome Powell, ông diều hâu quá Tin tức xấu quá Thị trường sẽ nhúng đỏ đầu phiên Nhưng mà nó sẽ kéo lên trong cái sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư Thì đó sẽ là một trong những cái cái miếng đánh rất là hay của đội lại Thì mình đang kỳ vọng cái kịch bản đẹp nhất Ngày mai nhúng đỏ đầu phiên Và sau đó sẽ có một cây nến phủ nhận cây nến giảm phiên giao dịch ngày hôm nay cái cái phiên giao dịch ngày hôm nay không phải là một cái phiên giao dịch lớn đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy thanh khoản vẫn thấp hơn uh, trung bình 20 phiên gần nhất. Không có cái sự bán ra ồ ạt của nhà đầu tư. Và mình kỳ vọng ngày mai sẽ là một cái phiên rút chân thể hiện cho đây là một cái nhịp spring. Những cái vận động kỹ thuật này nó đã từng diễn ra trong quá khứ rồi. Đây chúng ta có thể thấy cái giai đoạn trước, chúng ta đi ngang một này, có một cái năng tăng nó mạnh đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6 7. 7 cái nến đi ngang. Đúng không ạ? Không vượt được, không hấp thu được, không gọi là không hấp dẫn được cái dòng tiền phải đạp gãy một phát này đúng không ạ đạp gãy ma đây là ma 100 nhá thì lần này chúng ta đạp gãy ma 200 và sau đó ngay lập tức rút chân và tăng lên đúng không ạ thì cái vận động lần này nó cũng tương đương như vậy tại sao mình có thể uh, kỳ vọng vào một trong những cái kịch bản tích cực tất nhiên là nó sẽ có một kịch bản là là, là đi bụi luôn nhưng mà cái khả năng kịch bản đi bụi luôn nó rất là thấp thưa anh chị vì sao như vậy thì bây giờ mình đặt ra hai kịch bản đi một kịch bản là vĩ mô xấu và một kịch bản là vĩ mô tốt đúng không? thì về kịch bản vĩ mô tốt thì không có lý gì là nó giảm đúng không ạ? thì chúng ta hoàn toàn có thể uh, tin tưởng vào thị trường phiên ngày mai sẽ là phiên mua rất là đẹp. còn kịch bản vĩ mô xấu thì đội lái cũng phải thoát hàng chứ đúng không ạ? thì bây giờ chúng ta có thể thấy là cây này đúng không ạ? cây khối lượng lớn này, cây khối lượng lớn này, cây khối lượng lớn, các cây khối lượng lớn này, thì đến thời điểm hiện tại đội lái họ có lãi nhiều không ạ? Xin thưa với anh chị họ trả lãi được mấy? Đấy, thị trường tăng có 1,9% Đúng không ạ? Nhiều nhóm cổ phiếu lớn Ví dụ như chứng khoán bất động sản thép Thậm chí còn giảm Thì với cái việc đội lái họ chưa có lãi Chưa còn lãi như vậy thì họ Họ có liệu liệu họ có cắt lỗ không? Hay là họ sẽ phải đẩy giá thị trường lên Tạo đào phố mô cho nhà đầu tư Đẩy giá cao lên để họ ra hạn Đó Thì ở trong hai kịch bản trong cả hai kịch bản mà mình mình xét kể cả vị mô tốt lẫn vị mô xấu thì mình đều nhận thấy là thị trường phải tăng cái đã sau đó thì mình chưa biết mình vẫn view là cái vùng 1150 này sẽ là cái vùng có áp lực bán rất là cao Tuy nhiên nhá, nếu như ngày mai mà phủ nhận cây này nhá, cây spring này Mà phủ nhận được mà tăng ấy Thì cái nhịp tăng lần này sẽ là một nhịp tăng rất mạnh Anh chị nhá, hoàn toàn có thể lên được 1170 Dũ như này là là, là đánh tăng là căng đấy Anh chị nhá, thì chúng ta hãy cùng quan sát những cái vận động kỹ thuật của phiên giao dịch ngày mai Phiên giao dịch ngày mai thì là về MA20 sẽ có những cái nhịp hồi lên Thì theo quan điểm của mình vẫn có thể mua mới được Ở thời điểm hiện tại vĩ mô chưa xấu, dòng tiền chưa xấu số một cái là cái thằng nước ngoài là bán rất là mạnh đúng không ạ nhưng mà tự doanh hôm nay lại bắt đầu quay trở lại mua dòng tất nhiên là mua ít hơn nước ngoài rất là nhiều nhưng mà cái việc bán dòng của nước ngoài này thì cũng dễ hiểu thôi à, chuẩn bị à, về cuối năm rồi thì các quỹ đầu tư họ cũng đang bắt đầu chốt nắp họ, 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 họ gọi là chốt cái, cái năm kinh doanh của họ thì à, cái hoạt động bán ra của họ cũng rất là dễ hiểu cũng như là cái hoạt động mà giao dịch arbitrage họ chuyển cái dòng tiền của mình sang những loại tài sản khác hấp dẫn hơn ví dụ như là thị trường chứng khoán mỹ này bitcoin này vàng đúng không ạ đều tăng rất là tốt còn ông việt nam mình thì vẫn đang dò đáy nên là họ luân chuyển cả dòng tiền sang những cái thị trường khác có tiềm năng hơn là điều rất là dễ hiểu Vậy nên, quan um, điểm của mình về kể cả kỹ thuật lẫn uh, cơ bản thì chúng ta cũng chưa có cái gì phải đáng lo ngại cả Và nếu như ngày mai chúng ta có một cái cây nến xanh, xanh chỉ cần tăng bằng một nửa cây này thôi là rất tốt rồi Chúng ta có thể xác nhận là, là đây là điểm mua rất là đẹp anh chị nhé, không có vấn đề gì phải lo lắng cả và câu hỏi đặt ra là mua gì đúng không ạ hôm nay thì nhìn tổng quan về thị trường thì chúng ta đã nhìn được có một cái góc nhìn là nhóm ngành nào khỏe đúng không ạ đầu tiên là cái nhóm ngân hàng rất nhiều cổ phiếu tham chiếu thậm chí HDBank còn có thể xanh cổ phiếu giảm mạnh nhất là TCBank giảm có 2% đúng không ạ hay Sacombank giảm 2% lực đỡ của nhóm ngân hàng rất tốt à, nhóm chứng khoán thì sao ạ nhóm chứng khoán thì bị cũng vẫn bị trôi lại đúng không ạ BSI giảm 3,4% VDS giảm 3% cái nhóm này thì như mình nói thì nó là cái nhóm có beta cao thì cần phải cho nó điều chỉnh đã Thì uh, theo quan điều của mình cho nó chỉnh thêm một, 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 một thời gian nữa đi Có thể là cho cái nhóm này về lại cái MA50 Retest lại, ví dụ ESI về 31.5 thì lại giải ngân lại rất là tốt VCI đúng không ạ, đấy cũng về MA50 đi, hay là VN cũng về MA50 đi Thậm chí là VN Direct về MA100 thôi Hãy để cho cái bọn chứng khoán này điều chỉnh thêm Chiết khấu tốt thì chúng ta lại có thể quay trở lại được đúng không ạ hay là cả nhóm dầu khí hôm nay cũng bị chốt rất là mạnh cái nhóm này thì nó nhau cái vùng đỉnh khá là lâu thì bây giờ cũng sẽ phải quay trở lại những cái vùng nền dưới những cái vùng hỗ trợ dưới ví dụ như là PVS đúng không ạ đây rút chân tại MA50 mình kỳ vọng cái nhóm dầu khí sẽ cân bằng tại đây luôn hôm nay khối lượng bán dạng khá là lớn thì chúng ta cần cần phải cẩn thận nếu như mà ngày mai mà không đỡ được cái vùng 37.3 này, này thì có lẽ là sẽ phải cắt loss trở về cái vùng một nửa dưới này 36 này chúng ta quay trở lại nhá anh chị nhá dầu khí um, câu chuyện của nó là dài hạn nhưng mà áp lực bán ra đang khá là mạnh thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận một chút với cái nhóm dầu khí này. Bất động sản thì thôi, như mình đã nói đấy, bất động sản cần phải có những cái nhịp um, hấp thụ thêm đúng không ạ? Hôm nay Novaland bị đạt 4%. Hôm nay uh, SCR 2,8%, BDR 2,6%, CO3 3,4%. Đó cái nhóm riêng cái nhóm này, cái nhóm bất động sản này là yếu tố đầu cơ rất cao nên là phải chỉnh thêm. Đấy quan trọng là chỉnh về đâu và bao giờ mua được như giống như là cái nhóm chứng khoán phải về mứa 50 cái đã mới quay trở lại được. Anh chị nhá, vì đây là cái nhóm cổ phiếu tăng nóng và cái dòng tiền ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy rõ luôn là dòng tiền đang kéo trụ, đang điều tiết nhào tư vào những cổ phiếu trụ ví dụ như vietjet air ví dụ hd bank bvh và cái nhóm ngân hàng hôm nay vẫn giữ được cho mình sắc xanh nếu mà anh chị để ý những cái phiên giao dịch vừa rồi thì thậm chí cái dòng tiền còn chảy vào cái nhóm bán lẻ đúng không ạ các cổ phiếu như mwg như là masan tăng rất là tốt PNG hôm nay vẫn giữ được sắc xanh cái dòng tiền lớn họ đang điều tiết đang định hướng nhào tư vào các cổ phiếu trụ thế nên là các cổ phiếu midcap sẽ bị xả là chuyện rất bình thường và chuyện dễ hiểu đó, thì hôm nay mình lọc ra được là cái nhóm ngân hàng này, và thứ hai là cái nhóm à, đầu tư công đó vẫn giữ được sao xanh VCG rất khỏe cổ phiếu tạo, giảm mạnh nhất của nhóm này là CTD cũng như dễ hiểu thôi tại vì CTD nó neo vùng địch nên là cũng sẽ phải hấp thụ lâu hơn để có CD thì, 60 bắt lại được rất là ngon còn lại thì chúng ta thấy đúng không đây vẫn còn câu chuyện đấy thi đua 60 ngày đêm giải ngân đầu tư công dư địa của nhóm đầu tư công về cuối năm vẫn còn điển hình ở đây chúng ta có VCG rất tốt hay là C4G vẫn còn câu chuyện để kể về cuối năm Đó. và cái nhóm ngân hàng thì sao ạ cái nhóm ngân hàng thì mình cũng phân tích rất là nhiều trên kênh youtube rồi mình vẫn AIB vẫn BID và liên về bốt nên là anh chị không có gì phải lo nhá những ai đang cầm cổ phiếu ngân hàng dịp này không có gì phải lo đúng không ạ bây giờ thì anh chị đã hiểu cái giá trị của việc chúng ta cầm cổ phiếu ngân hàng chưa nhiều anh chị bảo là ôi cầm ngân hàng này chán quá nó chả tăng gì cả ôi nhưng mà nếu như mà chúng ta so sánh với cái nhóm bất động sản đi ngân hàng có thể không tăng nhưng bất động sản thì chỉnh như nào ạ hôm nay là giảm 8% đúng không ạ PDR thì sao ạ đó, toàn cổ phiếu leader đấy nhá Toàn cổ phiếu leader của nhóm bất động sản đấy, đấy. Đây 9% đúng không ạ? Hay là Thằng nào? Uh, à, DG ok, rất nhiều người cũng hô DG Cũng leader, DG 5% Đỡ hơn đúng không ạ? DG thì sao? DG thôi Giảm mạnh rồi khỏi nói nhá Còn so sánh với nhóm ngân hàng thì sao? STB Đúng không ạ? Đó, ok, có giảm nhẹ không ạ? STB giảm 4% BID, một cổ phiếu tăng nóng thôi, con này gần như không giảm Không cần phải xem anh chị nhá Vietcombank là cổ phiếu trụ, xem là kể cả là con này có bị đạp trong khoảng thời gian vừa rồi giảm bao nhiêu giảm hai hay là eb đúng không ạ eb thậm chí còn tăng đúng không ạ cái okay, vốn hôm nay thì hơi xấu nhưng mà chờ chờ thời gian nó vượt đỉnh liên việt bốt banh của mình thì sao ok ba cái giảm điểm bao nhiêu ba phần trăm đó bây giờ chúng ta đã thấy cái giá trị của cái việc là chúng ta theo chân cái dòng tiền lớn chưa anh chị cái dòng tiền lớn đã định hướng nhà đầu tư vào các cổ phiếu trụ rồi thì đừng có chống lại cái dòng tiền lớn đừng có cố gắng khẳng định dòng tiền lớn sai hay đừng có cố gắng tìm vào cơ hội ở những cái cái, cái khoản đầu tư mà đang bị dòng tiền lớn chốt lại anh chị nhá thế nên là ở thời điểm hiện tại anh chị hãy ưu tiên cổ phiếu trụ cho mình midcap phải chỉnh nữa chưa dừng lại được đâu ưu tiên cổ phiếu trụ cho mình đó nhìn vào cái nhóm ngân hàng là thứ nhất bất động sản nếu mà thực sự thích bất động sản thì có vinhome còn lại thì mình chả thấy con nào đẹp cả hay là, là là đầu tư công thì không phải trụ nhưng mà nó có nhiều câu chuyện để kể về cuối năm cũng rất là xứng đáng để đầu tư còn lại tổng kết cái buổi nhận định ngày hôm nay thì theo quan điểm của mình thị trường không có gì xấu cả nhìn qua về thị trường phái sinh một chút thì ở thời điểm hiện tại thì tất nhiên là nước ngoài thì họ vẫn long thôi họ đến thời điểm hiện tại họ long là 25.000 hợp đồng cầm qua đêm tự doanh thì sọt có 10.000 thôi thế nên là mình vẫn kỳ vọng và phiên đấu hạn phái sinh lần này là vào ngày 21 tuần sau sẽ là cái phiên kéo lên kéo được một tuần đấy nếu ngày mai mà tăng điểm trở lại nó sẽ kéo nguyên một tuần luôn hôm nay về retest MA 50. Rất bài bản. Về retest đúng cái gap mà luôn này anh chị này, vượt gap quay trở lại retest gap. Retest hỗ trợ rồi đi tiếp. Nếu như mà mà ngày mai là một cái phiên tăng mạnh thì sẽ tuyệt vời luôn, nó là một cái phiên chúng ta có thể tự tin sử dụng một gì và target có thể đạt được 11150 một, 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 đến 1160 một, 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 anh chị nhá. Nên là anh chị không cần phải lo phiên dịch ngày hôm nay không có gì xấu cả. À, thậm chí ngày mai sẽ có điểm mua cho anh chị điểm mua thì đấy mua vào những cái cổ những cái nhóm ngành mà mình đã nói mà nếu như mà anh chị muốn biết những cái cổ phiếu nào đáng để đầu tư trong khoảng thời gian tới thì anh chị có thể tham gia cái nhóm khách hàng của mình nhé bằng cách liên hệ qua zalo của mình ở phía dần dưới phần bình luận cũng như là mình cũng có để lại cái nhóm không à, cái link nhóm zalo ở dưới phần miêu tả anh chị nhá anh chị không phải không phải lo thị trường này vẫn ổn lắm không có vấn đề gì nha chỉ là cái nhịp rũ rũ nhà đầu tư xong đi lên cho nó nhanh anh chị nhá rồi ạ chúc anh chị ngủ ngon và giao dịch thuận lợi vào ngày mai nhé